Chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyên mục Bí mật bật mí. Thưa quý vị, trên thế giới của chúng ta thì vẫn còn muôn vàn những cái điều mà bí ẩn mà chúng ta chưa có lời giải đáp. Và thưa quý vị, chuyên mục Bí mật bật mí là chuyên mục dành để giải đáp những cái điều bí ẩn này. Và chuyên mục này được phát sóng trên kênh YouTube mỗi ngày một tập. Rất mong rằng quý vị khán thính giả sẽ yêu thích chuyên mục này. Và ngay sau đây sẽ được trân trọng kính mời quý vị cùng xem video. Bí ẩn số 49. Giải mã ý nghĩa số 49 theo quan niệm Phật giáo. Ông cha ta thường có câu 49 chưa qua, 53 đã tới để chỉ những vận hạn trong cuộc đời con người. Thực tế số 49 này được cho là đen đủi là do quan niệm của người xưa về con số 7. Số 7 được cho là con số linh thiêng và là thời gian của 7 ngày, tương đương với 7 thất sau khi con người chết đi. Lúc này, phần ý thức hay hồn của người chết vẫn chưa về cõi cực lạc. Những linh hồn cần trải qua 7 x 7 bằng 49 ngày để bước qua 7 trên 10 lớp cửa để được siêu sinh. Từ đó, số 49 được gắn cho ý nghĩa là đen đủi, chết chóc và tang thương. Con người nếu đến tuổi thứ 49 cũng được cho là có nhiều vận hạn về sức khỏe và tài chính. Một cách hiểu khác về số 49 được lý giải dựa theo cấu trúc của cặp này. Trong đó số 4 đọc là tứ theo tiếng Hán và gần giống với chữ tử trong chết chóc. Tuy nhiên nó còn được hiểu theo cách khác là 4 mùa vận động. Còn chữ số 9 đọc là cửu lại mang nghĩa là trường tồn. Nếu ghép hai chữ số này lại sẽ có hai cách hiểu dựa vào nhận định của từng người là 4 mùa trường cửu, vượt mọi gian nan, chứa đựng một hàm ý tốt đẹp, hướng con người nhìn về phía trước để đạt được mục đích của bản thân. Cửa tử khó tránh. Đa phần người Việt đều hiểu theo cách này và số 49 thường trở thành một điều kiêng kỵ. Hiểu theo cách nào là do nhận định, quan điểm của mỗi cá nhân. Thực tế thì số 49 không phải lúc nào cũng mang đến điểm xấu, cũng như đến tuổi 49 không phải ai cũng đều gặp vận rủi là vì thế. Phật giáo vẫn khuyên răn mọi người không nên mê tín dị đoan, nên việc gán ý nghĩa xấu cho chữ số 49 này cũng là một quan niệm sai lầm. Không có con số nào sẽ mang đến đen đủi, khi xui xẻo chính là kết quả của những hành động, là sự gánh nghiệp của bản thân mà thôi. Phân tích số 49 theo phong thủy. Nếu xét về yếu tố phong thủy thì số 49 lại được phân tích theo một hướng khác. Trong cặp này có sự hài hòa âm dương rất tốt. Số 4 là số chẵn đại diện cho tính âm, trong khi 9 đại diện cho dương, nên nhìn chung cặp này khá ổn về mặt phong thủy. Luận theo ngũ hành thì 4 theo mệnh mộc. Số 9 lại tương ứng với mệnh hỏa. Vì mộc sinh hỏa nên cặp đôi này có ý nghĩa tương sinh tốt, tạo ra năng lượng tích cực. Chính sự kết hợp của chúng sẽ sinh ra vượng khí và mang đến điểm may mắn theo cách giải nghĩa này. Các cách giải thích trên đây khá phù hợp với quan điểm của du niên cải vận số. Theo học thuyết của trường phái này thì số 49 thuộc vào sao thiên y. Bản chất của sao này chính là tài lộc đầy nhà, tiền vào như nước. Đây là phúc tinh khi chúng báo hiệu một cuộc sống sung túc, đủ đầy và là khởi nguồn cho hạnh phúc viên mãn sau này. Cũng theo cách giải nghĩa đó thì số 49 không phải đen đủi như chúng ta quan niệm xưa nay. Thực chất chúng là một cặp vượng và những xui xẻo chỉ là ngẫu nhiên nhưng được đồn thổi lên quá nhiều mà thôi. Nhìn chung, từ rất nhiều luận giải thì có thể kết luận rằng đa số đều tán thành cặp 49 giúp gia tăng khí tốt, vận may nhiều hơn là xui rủi. Chính vì thế, bạn không nên kiêng kỵ hay có thành kiến với cặp số này. Giải mã số 49 trong xổ số. Với tâm lý kiêng kỵ thì hầu hết những người đam mê với bộ môn xổ số đều thường hạn chế sử dụng các cặp số này. Nguyên nhân chủ yếu là do mọi người quan niệm đây là con số xấu, mang lại vận đen đủi. Thực tế thì chưa có bằng chứng khoa học nào khẳng định bộ số này kém may đối với người chơi xổ số. Mặt khác, theo các thống kê được đưa ra thì người chơi thường có xu hướng chọn số 49 này nhiều vào các dịp cuối tháng, cuối năm với lý do là con 49 có ý nghĩa xua đuổi vận xui bằng. Như vậy thì cần hiểu bộ số này mang đến may mắn sẽ đúng hơn. Mua vé số 49 thế nào thì dễ trúng? Không ai có câu trả lời chuẩn xác vì các chữ số được chọn một cách ngẫu nhiên. Tuy nhiên bạn có thể chọn hình thức đầu tư phù hợp với bộ số này như chơi lô tô tự chọn, kệ nó, xổ số điện toán, thần tài. Đặc biệt, kinh nghiệm được nhiều người truyền lại rằng cần mua vé số thật sớm để chọn được các kết hợp đẹp nhất. Ngoài ra có thể cầu thần tài, thần lộc, gia tiên hay nhiều cách khác để tăng may mắn khi đầu tư vé số vào cặp này. Biển số xe đuôi 49 có đẹp không? Dựa vào quan niệm số đẹp,
Số xấu thì đa phần mọi người đều tin rằng biển số đuôi xe 49 là vô cùng xui xẻo. Thậm chí nếu bốc được biển số này thì không dám đi bán xe hay làm rất nhiều cách để giải vía. Điều này có thực sự đúng hay không? Có thể thấy rằng mặc dù số 49 gắn với nhiều sự kiện không may mắn, nhưng nếu cho rằng chúng đại diện cho xui xẻo là sai lầm. Nếu như tất cả các biển số đuôi 49 đều đen đủi, dễ tai nạn, thì chắc chắn con số này sẽ bị loại bỏ. Nhưng không, chúng vẫn được sử dụng vì những lầm tưởng trước đây đều là một hình thức mê tín dị đoan. Nếu như bạn đang sở hữu một biển số xe có đuôi 49 hay ở bất cứ vị trí nào thì cũng đừng quá lo lắng. Chỉ cần không mắc lỗi, cẩn thận khi đi lại thì không có chuyện xui xẻo ở đây. Vận mệnh của mỗi người được các lá số tử vi chỉ điểm từ lúc mới sinh, nhưng có thể thay đổi bằng hành động ở hiện tại. Do đó một con số không thể quyết định cuộc đời của chúng ta. Ngoài ra, nếu tin vào các quan niệm về phong thủy, âm dương ngũ hành, bạn có thể thay đổi màu xe đôi chút trên các vật phẩm mang lại may mắn. Chắc chắn với cách làm này sẽ có tác dụng hóa giải điềm xui và trợ khí rất tốt. Mơ thấy số 49 có ý nghĩa gì? Rất nhiều người nằm mơ thấy số 49 và bản thân cảm thấy vô cùng hoảng hốt do đây được xem là cặp số kém may. Theo các chuyên gia giải mã hiện tượng lạ thì giấc mơ này cảnh báo cho bạn các vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên vì chúng chỉ là điềm báo nên khả năng thành hiện thực không cao nếu hiện tại bạn có những hành động kịp thời để bảo vệ sức khỏe bản thân. Một số người cho rằng chiêm bao thấy số 49 cũng là điềm báo đang bị kẻ tiểu nhân hãm hại. Họ có thể gây ảnh hưởng về kinh tế, đôi khi là trong các mối quan hệ xã hội, gia đình. Tùy vào hoàn của mỗi người mà điềm báo này hướng đến những cách hiểu khác nhau nên cách khắc phục cũng từ đó mà không giống nhau. Ngoài ra giấc mơ này lại là điềm may với dân chơi xổ số chuyên nghiệp. Theo lý giải thì số 49 là con số khá linh nên chiêm bao về chúng thì nhất định phải lên kế hoạch đầu tư ngay. Bạn có thể chơi trong ngày hoặc trong tuần để tăng thêm xác suất trúng số. Đây cũng chính là cách mà nhiều người chọn để biến giấc mơ thường bị kiêng kỵ thành cơ hội đổi vận cho mình. Ý nghĩa số 49 khi kết hợp với các số khác. Các con số khi kết hợp với số 49 sẽ tạo ra nhiều ý nghĩa khác nhau. Có thể bạn không biết chứ có khá nhiều bộ số thực sự mang lại giá trị vô cùng tốt lành. 049. Nếu như số 0 ở các cặp khác không được chào đón thì 049 lại được nhiều người yêu thích. Con số này đã phủ định đi những xui xẻo theo quan niệm của bạn và biến một số từ được cho là đen đủi thành may mắn. 149. Ngụ ý cho vạn sự như ý, sở cầu tất đạt, sở nguyện tòng tâm. Như vậy có thể hiểu đây là cặp số mang lại giá trị tốt lành. 249. Theo giải mã từ các quan niệm phong thủy thì cặp số này ngụ ý vận may sẽ còn mãi. Ngoài ra nó còn thể hiện sự thuận lợi về đường công danh. 349. Sự xuất hiện của số 3 đã tạo cân bằng âm dương khá tốt. Từ đây, cặp số này sẽ mang đến nhiều khí vượng và là khởi nguồn của sự thành công. 449. Nếu cho rằng số này siêu xấu thì có lẽ bạn đã nhầm khi theo khoa học phong thủy thì cặp số này lại mang ý nghĩa thành đạt. 549. Theo lý giải thì sự kết hợp này mang ngụ ý sự thuận lợi trong công việc và bình yên trong cuộc sống. Do đó 549 cũng là sự kết hợp sáng giá và được dùng để gia tăng tài lộc. 649. Sự kết hợp của phúc, tài, lộc thực sự vô cùng hài hòa và tạo nên giá trị đặc biệt cho các chữ số. 749. Là biểu tượng của quyền lực thì ý nghĩa của các cặp số này vô cùng đẹp và được sử dụng rất nhiều trong sim số điện thoại. 849. Đây là bộ số mà rất nhiều người yêu thích vì tin rằng chúng mang lại lộc lá cho việc kinh doanh của mình. 949. Không chỉ mang đến tài lộc vẹn tròn mà số này còn tượng trưng cho cuộc sống viên mãn. Lời kết. Người ta thường nói trong cái rủi lại có cái may và ý nghĩa số 49 cũng không phải lúc nào cũng toàn màu đen như chúng ta quan niệm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Quý vị, kênh anh chị và các bạn vừa xem xong chương trình. Và bây giờ xin được gửi lời chào thân ái và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.